Đây là một người cha nuôi hai con, chỉ vì chồng đi làm, vợ ở nhà ngoại tình và sống với một chàng trai khác. Thì hai anh em này nói mẹ con đi sống với người khác, bỏ cha con, chơi cha con nghèo. Thì hôm bữa anh trai này đi bắt ghen thì bên kia vào quánh anh này, và hiện tại thì anh này làm nặng không được. Thì sự việc người vợ ngoại tình và đi theo nhân tình như thế nào, Thanh chúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ. Anh, cái người mà dẫn dạ anh đi đó, người đó tên gì và anh có lời nào gửi đến cái anh đó không? Có chứ. Anh nói nè. Thằng Tèo tàn nhẫn với tôi, thấy vợ tôi vậy đó mà còn quánh tôi nữa. Bây giờ là rồi mà chửi tao nữa. Nghe nói là xô anh té nữa hả? Té nữa. Sinh sống anh bây giờ đi đứng được không? Đi giờ cũng đỡ đi chứ mặt không nổi. Cái đó là hôm bữa vợ anh đó là anh bắt ghen ở ngay đâu? Ở trong cái bún nè. Bữa đó anh nghe người ta hay sao? Tại vì mà bà con người ta đòn tôi vô chổng gì đó. Rồi tôi chạy vô không gặp được, đánh đập nhau. Vợ cũng gặp đó nữa. Và anh có thường biết vợ anh đi làm gì không? Nó đi uống phê cà pháo bạn. Thôi còn quen chi. Nói chữ con à. Mà theo cái người mẹ của con nè, cho chú hỏi nè, có tốt với con không? Không. Như thế nào không, con kể cho chú nghe. Bà bỏ đi rồi bà không nuôi, không lo gì, giữ tiền bạc. Lần đầu tiên đó là mẹ con bỏ theo theo cái gì? Con có thể kể đầu luôn cho chú. Bỏ theo người khác. Là bỏ theo nhân tình nha. Dạ. Theo một cái người mẹ như vậy có đáng làm mẹ con không? Chắc chắn là không. Chắc là không ha. Tại vì chú chỉ nói thôi, thì cái gì cũng là mẹ một của con, nhưng mà người lớn làm sai thì người lớn người ta sẽ chịu. Ví dụ con thì biết sao con suy nghĩ gì ha. Con gái cho chú hỏi nè, năm học gần tới rồi nè, rồi con có đi học chưa? Con học lớp mấy rồi? Rồi cho chú hỏi mẹ con mà hôm bữa mà bỏ con đi đó, rồi con có biết không? Đi lặng lẽ hay sao? Con kể cái bữa mà con không thấy mẹ con ở nhà cho chú nghe coi. Con có biết sao con kể gì đi đủ nhìn cha. Con nghe người ta nói gì sao? Con cứ nói đi. Cứ nói thoải mái. Có gì đâu. Sao? Hôm bữa mẹ đi đó là con có biết mẹ đi không? Mấy ngày sau con mới biết mẹ đi. Cái đó ai nói con biết hay là con biết? Con biết sao con kể chú nghe nè. Sao mà mẹ con bỏ đi? Chơi cha con nghèo. Còn gì nữa mẹ? Không đủ để lại mẹ con. Với lại nghe nói là mẹ con có quen này kia có không? Có quen gì con kể chú nghe con. Quen người khác hả? Anh cho em hỏi nè anh. Cái người vợ của mình gấp đầu tiên là cùng chăn gối với mình á, thì em có nghe á cô chú người ta ở địa phương người ta nói nè, vợ anh quen rất là nhiều người. Sự việc nó có không? Em cái người một à ở địa phương người ta nói nghe đó, nói rất là nhiều người. Không phải một người, nó đâu quen rất là nhiều người. Cái thời lúc đi mặn nữa giờ không có nhà, không biết gì đó, rồi sau này bẻ ra con người cho cái người đó. Người nào? Tèo á. Có vé số nữa hả? Vé số đó. Trước mình đâu đi mặn không, đâu có nhà đâu mà theo dõi gì đó. Lo con này kia đồ. Vơ vào kiếm gia đình ăn. Theo mà cái người vợ của anh đó mà đi ngoại tình và đi theo nhân tình đó, anh đã biết trong khi anh biết rồi, chắc đó anh suy nghĩ như thế nào anh? Đau lòng lắm chứ, khi bỏ con cái gì đó đi học bỏ đi theo trai chơi gì đó, không dứt về nữa. Tại vì buồn của nó như đó. Đang bằng nhà ta không xuống đó. Không mình hết biết cái gì vậy, cái đó là suy nghĩ sao vậy? Anh biết sao? Là biết là cho hay á, chúc ơi, tổ úc ơi, vì vợ ông ngoại tình với người ta nè. Ngoại tình đi kia đó, bỏ con học đó. Rồi mình cũng dám cố gắng cái gì coi sao. Về mấy gia trạm có lộn lạ của kia đó thì chị buồn đau hoài tới suy nghĩ ra ngã cái thôi giờ sống ở vậy nuôi con sống
vợ khác nữa, đi vô rồi. Vì sao mà anh nói sống ở gì? Tại vì mình không đủ mấy đứa nhỏ nữa. Rồi bà kia gì nữa rồi không nóng. Khi rồi đem gì gian dở nó công. Cái người vợ của anh á, từ hồi mà sống chung với anh mà cũng đâu có cả 10 năm, trên 10 năm rồi. Mà trước đó thì có những mấy cái tánh tình mà quen người này quen người kia không? Không. Chị là bao lâu chị mới đổi tánh? 3 năm mới đổi tánh, lâu ngoài, bên ngoài. Em có nghe nói gì này nghe, là nói anh á, cái chuyện vợ chồng á, là anh không có đủ điều kiện, không có đáp ứng đủ cho chị. Cho nên là chị mới tìm người khác, cái đó là người ở xóm em. Em có hỏi rồi, cái sự việc có không? Anh nói anh, người ta nói anh là bỏ bê vợ con. Khi đó là đúng rồi, tại tôi bỏ bê cái mặn, cái đồ nó việc làm này, cái đồ. Đúng rồi. Chứ đâu phải mình bỏ bê cái gì đâu, đâu đánh đập gì đâu mà bỏ bê. Bỏ bê cái chuyện vợ chồng kìa. Đúng có rồi, nhưng mà mặn nổi mà thì đâu có nghĩ đến đó. Mặn không chứ đâu có nghĩ giúp khỏe. Bởi vì anh đâu có đáp ứng cho bả đâu. Đúng rồi. Mà sự thật đó đúng không? Đúng. Anh không có đáp ứng cho bả, rồi bả mới tìm người tình mới. Tại vì mình ngủ riêng đó cho hai mẹ con còn nhỏ mà ngủ cho nó khỏe, mình không có gia chạm cái đồ công nghiệp cái mấy nhỏ thì bây giờ kiếm ngủ. Vậy cho em hỏi nè. Anh ngủ riêng với bả là bao lâu? Lúc mà những năm ngoài à, còn nhỏ mấy nhỏ mới xanh gì đó bỏ mấy ha. Rồi sao đó là ngủ chung lại. Chung lại. Ngủ chung lại rồi sao không ngủ chung nữa bao lâu? Cũng 2 năm à, 2 năm sau. Phải rồi. Là anh bỏ bê mà. Là nói thẳng ra nói một câu là người ta nói anh á không có điếm xỉa gì tới bả hết trơn, đúng không? Tại vì vợ chồng rồi còn gì nữa, giờ cũng nghĩ là vợ chồng hạnh phúc với nhau là tốt rồi, đâu có nghĩ về chuyện đó. Nhưng mà bả thì nhu cầu quá cao. Cho em hỏi thiệt nha, anh trả lời thiệt nha, đây em hỏi chị cho nói cho là cô chú người ta nói là mỗi lần anh đi làm mệt về là anh ăn cơm xong rồi anh ngủ riêng nè. Mà anh không có liếm xỉa gì qua mùng ba ngủ gì hết chứ, có không? Có, cái đó có. Mình lo việc làm mà mệt muốn chết có ngày. Đi về thì lo ăn cơm, mình uống nghe. Có khi anh kể cho em nghe nè. Là anh kể thiệt đi, là anh ngủ cái gì đó. Có khi nào mà bả đó, bả kêu anh ơi qua ngủ với em hay này nọ đồ không? Có. Có, anh kể cái lúc, cái đoạn đó cho em nghe coi. Lúc đó cũng như là không rỡ 7 năm gì trước là có. À anh nói đi. Cũng như là vợ cũng kêu thấy mình buồn này cái đồ. Bà kêu là sao? Tôi ngủ chung thì kêu mát cho nó ấm này cái đồ cũng có kêu. Giờ tôi nghĩ đó thôi đi, mệt muốn chết rồi mà làm gì giờ. Con cái này kêu cho nó ngủ nghe, con nhỏ nhỏ gái ngủ đó. Mình cũng như là dân hạnh phúc gia đình cho nó suôn sẻ chứ đâu phải là gì. Phải, bỏ bê nhiều quá. Rồi bà kêu anh rồi dắt lên có qua không? Ngày sáng vô ăn chút bà ngủ à, sáng 4-5 giờ mới vô ngủ chút. Đúng ha. Ừ, chứ không ngủ chung. Có kỹ tớ. Đang ngủ mệt mỏi mình lên nó khỏe khỏi đụng ai chứ. Giờ hồi đó làm sao rồi, còn trẻ sao đụng ta, giờ là tới lớn tuổi rồi hay không chịu đụng. Này con lớn trên rồi, mình đâu có nghĩ tới đó. Vậy là anh bỏ bê bà rồi. Vậy anh bỏ bê bà bao lâu bà mới có nhân tình khác? Bà không có 4 năm gì thì thôi luôn đi rồi, 4 năm không. 4 năm ha. Rồi hôm bữa mà bà anh đi làm mệt về là không có ngủ chung với vợ. Xong rồi vợ một thời gian sau là quen người này người kia, đúng không? Đúng rồi. Cho nên là cái anh này thiệt thà cả nhà, chỉ là nói chung là chỉ là kiếm tiền thôi, nhưng mà không có ngủ chung với vợ thì cũng hơi dở. Giờ anh suy nghĩ nó hơi dở không? Dạ. Dở thì sao anh kể cho em nghe coi. Dạ, tại vì mình không có chăm sóc vợ này cái đồ, không đáp ứng đủ hay sao? Ngủ này cái đồ mình lo mằng cái việc làm gì. Bạn mới về ăn cơm nước rồi sáu giờ ngoài bạn điện tới chạy đi việc mặn cái đồ nó bỏ bê gì 90 giờ cũng luôn. Đúng rồi. Cái đó cũng mình cũng không có lỗi. Thôi ha chú. Không lỗi được mà tại vì cái đó việc mặn mình mà phải sao vậy? Yếu hay sao bữa đó về yếu hay sao? Mệt chứ mệt chứ mặn gì phải mệt nữa. Còn xa không mà đâu gần đâu. Theo là anh không ngủ chung với bà là cả một cả năm không? Không có, cũng từng hay từng cũng bình thường à. Không có bỏ. Nhưng mà bà nói bỏ bê nhiều kìa, không lo cho bà.
không lo như là sáng đi chợ đám đồ đạt lưu đồ với người ta đó. Mình thì khổ mà đâu có vô tiền được đâu, tại vì tiền cũng vợ chồng đồng nhau. Lúc mà khó khăn như là từng hai từng không có tiền việc mà người tiền đâu mà cho do như là gia đình tự kiếm. Anh suy nghĩ về sao cái người vợ của mình mà ngoại tình chỉ vì mình không đa, không ngủ chung cho nên là vợ mới đi theo người khác. Tại vì lúc trước là cũng biết vô đó rồi buồn tâm không ở chung vợ nữa, tại vì buồn sao anh kể cho mình. Buồn lúc con vợ mà nó người ta đồn cho nó lộ, nó đồn nó vợ mày quen người ta, mình không tin thiệt. Từ không tin nữa thôi, vợ chồng mình cũng bình thường cũng hơi buồn tâm thì không có ở. Nhắc nên nghe là bà con người ta nói ở ngoài đường, người ta nói là anh vợ anh quen người khác như thế nào, anh kể cho mình nghe. Thì quen như bạn bè của phê pháo mình nghĩ gì đó chứ đâu phải là quen như ghẹ tình. Thì sao nó bể nhân tình nó mới lu bu nó vô đó như vậy đó. Sao anh kể cái bể lu bu lên sao? Lu bu là vụ thằng bạn nó điện đó. Cháu thằng bạn trong ngọn này chút nè, gặp hai đứa đưa nhó đi học nè, nó 8 giờ cái nó bỏ nhó trong trường rồi, nó bỏ đi cái thằng kia phê chơi. Lúc mà kia nó gặp nhau đó vậy đó, trong nhà vệ sinh đó thằng kia đó, rồi mấy kia cháu gặp thiệt hai người thiệt mà như là vô tới nó canh canh hay lắm. Vừa chồng tới đằng kia chạy vụn rồi luôn, giật có lộn lạo đó. Sao anh không hỏi bả, hỏi dáng nóng chim kia chứ nói rồi chim kia ha. Rồi anh có về nhà anh có được gặp bả không? Gặp luôn nhóm mới bánh luôn. Về nhà rồi anh nói gì với bả, cái câu mà người vợ của mình ngoại tình? Tại vì như là đứa con đi học mà đi chơi với là không lo ăn cơm nước ở nhà, đi chơi với người ta là ngoại tình, còn nói vậy. Anh chắc đó anh về anh gặp bả anh nói sao? Về chắc đó là cứ lộn với chị em, cứ lộn tới luôn à. Chị em là chị em của tôi Út nè, xúm lại lộn với nhau đó rồi đưa về dưới. Anh đưa về dưới luôn ha, mướn xe ôm cho bà dưới rồi bà dẫn lên đó. Cử cãi rồi sáng cũng đi ấp nè, đưa dưới luôn ha. Cái đó là mình không đưa phải xe ôm thôi chứ mình không đi. Sao trả về cho bả luôn trời? Tại vì lúc bả lên đây chắc là lúc bu đó có bả đây, nó xe không được thì ly dị trả dưới cho bả thì cũng trả, muốn thêm trả dưới cũng tốt ha. Mình đâu có gàng mà được chứ, để nó theo con khác nữa nên ta giết người cũng công thường mình á. Nói gì có gì ha, đúng rồi, tại vì mình ra chạm với nhau rồi có được con khác cũng thường mình sao. Anh và cái chị đó vẫn còn quen người bạn cái số hay giờ quen đi quen người khác rồi? Bỏ rồi, bỏ luôn, bỏ quen cái số mà anh bắt ghen tại toilet đó hả? Nó cũng sống đâu có 2 tháng gì đó, bây giờ quen người khác luôn rồi. Nó bỏ đi thì giống như bả sống cho 2 tháng bắt ghen rồi đi về ngoài rồi lên đây về đây sống nữa. Sống nữa rồi xong thời gian nó về ha. Thật hay sao cho dính quá. Con okay. Cho chú hỏi nè, con có thường xuyên gặp mẹ con không? Dạ. Con mẹ con có liên hệ con điện thoại gặp mặt con không? Dạ. Không luôn hả? Là mẹ đi từ ngày đi theo bỏ cha con là đi luôn. Không gọi là gọi hỏi thăm con cái hết luôn hả? Dạ, quá đi ra đường đi luôn ngại đó. Thì bà con hỏi tu bài nói cho Út. Vợ mà đi có gì không? Ờ ơi, đi vậy rồi về nó mà về. Cái vợ ông hiền mà kiếm lắm hiền. Nhân độc mà. Có khi nào mà sớm người ta nói anh tự ái và anh buồn không nói là vợ mà. Vợ thằng đó nó đi ở với người khác mà lấy người khác. Có anh có nghe những mấy cái lời đó chưa? Có nghe nhiều lắm. Sao anh kể cho nghe? Tại vì mấy bạn bè kia đồ nói Út mày vợ mày đâu rồi? Trời ơi. Như vậy rồi theo thằng ta rồi. Có hốt có. Bắt đầu có tới thằng Dương trước nó đàn bà với nhau, ngủ hỉ nhau đó. Thằng gần nhà này mới chạy gì à. Nó nói trời vợ mày đi tối ngày, mày không có nhà chứ đi ban ngày rồi. Chừng nào canh mày giờ mày về cái nó lội gì à. Mày phải có thật tự gì. Tu 5 giờ hay là 4 giờ 4 giờ 15 20 nó về nhà rồi. Thì mình quá không theo dõi không được đó. Tao động mình mà cho người ta bằng ngày người ta mà. Anh là anh hay làm xa hả? Khi cà đỏ tụi em á lại uống quán cà phê uống với kia kìa xa lắm, có bà con tao đòn mà vợ anh quen vài ba người luôn á, tại vì anh đi làm xa không biết, nhưng có thể là bà con làm sớm đã thấy tao đòn nữa. Sau này biết kia cũng có nữa chứ, cũng tính trước con người mà phải 4-5 người phải không? Trời ơi cũng mạnh. Thì vợ tôi muốn đi vậy đó, đi kiếm người kia thì đoạn cho đi vậy tôi nè, chứ không phải là ép một tùng tôi đó, chứ không phải là tôi đi vậy đâu. Bà có thường nói là thôi với anh không? Có chứ. Rồi sao? Nó nói anh không duyên nợ thôi đi vậy đi, còn hai đứa nhỏ mà đi vậy bỏ hai nhỏ là hai nuôi. Nói, em nuôi được không? Nó không. Thì nhìn lên.
hay là gì sao giờ gì vậy ly dị sao giờ cần căng căng em hay là cần 2 năm rưỡi mới là gì được đó. Ý em hỏi anh nè là bả đó là có chồng quen người khác là chỉ gì là anh lo tiền bọng cá mắm ăn uống đầy đủ không? Đầy đủ nhưng chị chỉ muốn là nhu cầu cao quá hay sao? Cũng như là theo người cô chú anh chị người ta nói anh bỏ bê vợ nhiều quá không ngủ chung. Không, cái đó cũng có ít trong nhiều tại vì liên từng ngủ chung bữa đó là mằng kia đồ với đó sức khỏe mới đó là mằng nổi được chứ. Dèo lên cao lên xuống giò cắn này kia đồ ăn ở nhiều sao đâu nói. Anh lớn hơn vợ anh là bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. 10 tuổi rồi. Có khi nào mà bả 10 tuổi rồi. Em nói thiệt nha. Có khi nào bả qua bất thiều anh không? Thì cũng kêu hoài à, có kêu thì ngủ biết con kêu nữa, có kêu. Hai đứa trẻ này nói con gắt mong được có một cái người mẹ để thương con, nhưng mà mẹ con bỏ cha con, chơi cha con nghèo và ngoại tình và bỏ con và đi lấy người khác. Thì hai đứa con rất là nhớ mẹ con, nhưng tại vì mẹ con đã không thương con. Nhiều khi con đi ra đường thì bạn bè nói mẹ mày đi lấy người khác và ở người khác. Hai đứa bé này nói rất là ngại. Thì sự việc như thế nào? Thanh Trúc mời cô chú theo dõi ạ. Con trai ơi, con nghĩ về sao về cái người mẹ của con? Và mẹ con rất là tàn nhẫn với con. Bỏ cha con, bây giờ bắt con ở với cha con luôn. Rồi mẹ con nói là mẹ con đối xử với con gì á, là sao? Là không tốt. Không tốt rồi. Là thường đó là mẹ con có quen người này người kia không? Có nhóc chưa? Quen nhiều lắm hả con? Hỏi nè, rồi mẹ con á đã vì sao mà bỏ con? Con có thể kể rõ cho mấy chú biết không? Người nhà con khó khăn với thiếu được với thốn tiền bạc. Mẹ con vì sao mà bỏ? Cái gì lý do gì nữa con kể hết đi. Thứ nhất là sao? Thứ nhất là mẹ con không đáp ứng nhiều. Bà chơi nghèo với bà bỏ theo người ta. Bỏ theo người khác rồi. Cho chú hỏi nha, lần đầu tiên mà mẹ con bỏ con như vậy đó, rồi con đi ra đường rồi con có ngại với cô chú hàng xóm và bạn bè được không? Có. Như thế nào? Con kể cho chú nghe. Có bà con có nói gì? Ta nói là mẹ bỏ theo người ta rồi, bây giờ không biết. Mẹ con bỏ theo người ta rồi, là bỏ cha con đó. Cái hôm mà con biết mà mẹ con á bỏ theo nhân tình khác á, thì chắc đó là con suy nghĩ vì sao cái người mẹ của con. Con có tin vào sự thật không? Không. Sao con kể chứ? Bà đó giờ bà nuôi anh em con tốt lắm, mà bây giờ bà bỏ theo người ta là không được. Con có thể kể cái câu chuyện mà hôm bữa ba con bắt ghen như thế nào, con kể cho chú nghe được không? Biết cái gì con kể? Bắt ghen là đi bắt là rồi bị ta đánh, bị ta xô. Tôi bắt ghen nghe. Bạn bè thường, bạn bè là có con chơi với bạn bè có nói con là như cái thằng này mẹ nó bỏ theo nhân tình khác, rồi cái mẹ nó như vậy không con trai? Có. Bạn con nói sao? Nó là mẹ mình đi theo người ta rồi, bây giờ bỏ mày luôn. Con gái, con đi học mình nè. Mỗi lần thì có mẹ, sau này á thì chắc ở đây ai cũng biết là mẹ con nó đi theo nhân tình khác đúng không con gái? Theo cái người mẹ như vậy đó, con có xứng đáng kêu bằng mẹ không? Vì lý do gì mà không? Con có sao con nói gì? Vì mẹ bỏ con đi theo cha, vì mẹ bỏ con rồi bỏ cha con lấy người khác đúng không? Con bé này nó chỉ mới mười mấy tuổi thôi anh nhỉ. Chú hỏi nha, cái lúc mà mẹ con ở nhà với cha con đó, cha con có la mẹ con rồi có quấn con mẹ con gì không? Có. Có hả? Cũng tốt lắm, cũng hiền. Cha con tốt luôn em. Nhưng mà tốt thì sao mà mẹ con bỏ? Không biết. Là thường là hai cha với mẹ có ngủ chung không? Các con được biết đó. Có, nhưng mà ít. Từ nay gần không. Thế con ở nhà con biết nè, là theo mà cha mẹ thì không có biết, nhưng mà mẹ con đi đâu con sẽ biết mà. Ví dụ vậy, cha con đi ban ngày đi làm hồ đúng không? Dạ.
Còn thường á là mẹ con là có ở nhà với con nhiều không, hay là cha con đi là mẹ con sẽ đi? Cha đi, mẹ con đi. Chơi hay sao? Dạ. Trời ơi. Thấy mẹ con có hay nhắn tin điện thoại hay gọi đến điện thoại luôn. Có luôn. À, điện liên tục. Thì cái này là chắc bị cắm sừng lâu rồi. Hay cháu ở nhà cũng phát hiện. Con biết chữ mà đúng không? Chắc có lẽ bên kia nhắn tin rồi, con có khi nào con thấy tin nhắn không? Không, người ta gọi không? Gọi phải sợ phải vô nhà tắm hay gì đó mà. Trời ơi, cái này con chịu không minh bạch mới vô nhà tắm rồi. Chứ bình thường ở nhà mình nghe bình thường đó. Chỉ vì mẹ cả nhà, mẹ bầu á, nói cha nè không có chơi cha nghèo, chơi cha con nghèo hả? Dạ. Chơi cha con không có lo đầy đủ, cho nên là mẹ bỏ đi lấy người khác. Mà cái người mà mẹ con mà quen á, người đó giàu không? Cũng làm nghề gì? Cũng bán vé số rồi, cũng làm gì đó không biết. Bán vé số đâu có giàu đâu. Bán vé số rồi. Mẹ con bỏ con như vậy đó. Đi rồi có giả từ hai con không? Có nói là hai con ở lại mình khỏe này nọ được không? Không đi luôn. Bây giờ mà nếu mẹ con quay về á, dắt hai con đi, hai con chịu đi theo mẹ không? Sao vậy? Bà bỏ đi rồi, bây giờ bà đâu có nhìn mặt nó đâu mà đi theo mẹ. Bây giờ bà quay đầu lại, bà về bà dắt hai con đi sao? Cho con ở mình thì sao? Cha con nuôi con thì con ở với ổng, không ở với bà. Vậy mà nếu bây giờ là mẹ về ở chung ba, hai con chấp nhận không? Chịu không? Chịu, nhưng mà bây giờ bà đi vậy rồi đâu có chuyện gì nữa. Bây giờ chịu mà, nhưng mà trước khi về đó kêu mẹ, có kêu mẹ hứa là như thế nào không? Hứa là lần sau mà không có được vậy nữa. Vậy là sao con kể chúng nghe, nói cho chú nghe coi làm sao nè. Đó là mẹ sao là nữa, không có gì nữa là sao, con kể hết đi. Là không có chơi cha nghèo nữa. Chơi cha nghèo. Chứ không có đi quen đường kiếm người khác nữa. Là thường là mẹ con là quen người khác. Thì có những cô chú ở sớm người ta nói cũng nhiều lắm, quen cũng nhiều lắm. Con đó thì con chỉ mới biết thôi hay sao, hay là con biết trước cha con? Con cũng nói hình, cha nói mới biết. Cha nói cái người mẹ cả nhà. Thường đó là mẹ có lo cho hai con đầy đủ không? Có. Mẹ thương nhiều không á? Nhiều. Thương nhiều mà tại sao mẹ lại làm như vậy? Cái hôm bữa mà cha với mẹ mà cử động mà cha mà bắt mẹ được ngoại tình đó, quen người khác đó, rồi mẹ có về tới nhà không? Rồi mẹ có nói gì với mấy con không? Không. Trước cái ngày đi đó mẹ có nói gì không? Không có nói gì. Bây giờ là không có quan tâm luôn. Chị có bỏ luôn rồi. Ngoài nó không bỏ luôn, ai cũng bỏ luôn. Mấy người với bị bỏ hết. Gia đình không nhận cháu, không nhận gì. À, từ ngàn clip đăng lên hả? Ngoài bên ngoài nói vậy đó. Bên ngoài nói chung là mình sợ người ta bận công chuyện quá, người ta không có nhớ cháu mình chứ cháu ruột ê bỏ không? Nói vậy. Chứ bà nói làm video đăng vậy bà không chịu. Chịu ha. Cái đó là làm như vậy là những cái sự thật mà con nói có đúng không? Đúng hết. Nếu như mình không đúng thì mình sợ thôi. Mà những video đó đúng đúng không? Ở dưới đó nói là sao? Nói mình là làm không đúng hay sao? Nói chuyện nó lâu rồi mà còn kể là làm cái gì? Lâu rồi, mau lâu. Nói chung là cái sự việc nó có đúng như vậy đúng không? Đúng rồi. Tại con không nói là do cha con bị đau lưng đi làm rồi không được, rồi nhờ chú đến quay giúp đỡ hoàn cảnh thì với chú hỏi sự tình. Không có nói nữa, nhưng mà... Tại vì nếu cha con không bị đau lưng thì đâu có clip này đâu. Cha con không đâu có gọi mấy chú đến đâu, đúng không? Chỉ chữ con lắm rồi. Nói chung là vì bắt ghen là cha bị xô bị đau lưng đó. Mà cái gì nguyên nhân chứ? Cái gì cô là một cô em của cha này kia cũng la luôn hả? Ai như thế? Sao? Bên cô bên ngoại hay bên nội? Bên ngoại. Ờ à, bên ngoại. Bên ngoại là gì cậu? Gì cậu cũng dữ. Còn bên chú? Chú không có hả? Chú với bác không có đúng không? Thì thôi bây giờ nói chung là sự việc tao không xem được, tao không chữ mà cái nội dung đó là có đúng sự thật. Thì bây giờ con muốn
nói clip này sao nè, tại sao con lên, tại sao con lên clip này? Con gửi đến cô chú mấy cái gì? Nè, ở đây nè, con gửi đến mẹ con và mấy dì, mấy cậu con. Con gửi như thế nào đó, con nói lên đi, là bên cậu con xem được đó. Con nói muốn nói cái gì đó, con cứ nói thẳng. Con gửi là con làm video thì giúp cho cha con có tiền bạc để lo cho em con thôi. Mà như những cái lời nói đó là đúng sự thật đúng không? Dạ. Mẹ con là bỏ con như thế nào, con kể hết cho cô chú anh chị được biết là hiện tại bây giờ là con thiếu tình thương của mẹ hả? Dạ, thiếu nhiều lắm. Đi ra đường á, hai con, thì có khi nào con mặc cảm là mẹ mình nhịn và bỏ cha mình không? Có. Có, con ngại không? Ngại. Con ngại mình, con kể cho chú nghe coi. Ngại là mình có mẹ mà, nhưng mà người ta có mẹ đầy đủ mà mình không có. Với lại mẹ mình thì quen người khác thì nó cũng hơi buồn nha. Nó cũng cái tiếng cũng nói chung là không được tốt. Sẵn ở đây á, thì con gái nè, con có gửi lời gì đến mẹ con không? Con nói thẳng thì mẹ con sẽ nghe đó. Con muốn mẹ sống tốt hay như thế nào? Con lắm được không? Hai chữ con. Mẹ có điện thoại gì không? Không, sao sợ? Hổng, con làm video cái dưới điện con quá trời. Vậy là bữa chú quay chia sẻ lên nha. Bên ngoại con hả? Ở đây là thì có sao con cứ chia sẻ gì. Cho chú hỏi nè, rồi từ hồi mẹ con đi như vậy đó, rồi mấy cha con làm công việc gì? Lú. Cái lú là mình để đặt dưới sông đó hả? Mình làm là ăn cái hay là ăn lô hay như thế nào? Ăn cái. Một cái 50. Cái 50 nghìn. Một ngày vậy hai anh em làm được mấy cái? 2 cái. 100 nghìn nha. Rồi cha con có làm được gì không? Dạ như cha như ghim. À cũng như ghim, giờ ba cha con làm ngàn trăm ngàn. Ngàn trăm ngàn. Rồi lúc trước cha đi làm hờ có thu nhập hơn đúng không? Dạ. Từ ngày mình bắt ghen cái bị nằm ngoài ruộng cái là làm nặng không được. Mẹ con là cách còn sống với ba con đó là có thường là lo lắng cho cha con và thương cha con không? Có. Có, mà tại sao mà mẹ con lại đi quen người khác? Tại bây giờ bác thay đổi. Thay đổi như thế nào? Hồi đó thì sao? Bây giờ thay đổi thì sao? Còn gãi chứ như vậy? Hồi đó bà không có đi ra đường. Bây giờ ra đường bà kiếm nhà người kia. Bà thường bà đi bà có đánh kem làm đẹp chứ không? Có, bà dọn tóc rồi. Ở dưới quê mình dọn tóc. Hồi đó có nhà. Mua vàng đó hả? Nhà màu gì con? Nâu. Nâu ha. Hồi đó mẹ có nhà không? Không có. Không. Không có chấm móng tay luôn hồi đó. Rồi sao rồi? Khác rồi. Khác rồi. Xuống tay, rồi vàng, dọn tóc. Đâu, mẹ con không nhìn mẹ con đẹp gái không? Con chấm điểm mẹ con được không? Có. Đẹp gái. Gái nhưng mà đi theo người khác ha. Cha con bây giờ là phải đi làm để nuôi hai con, bây giờ là không nổi ha. Những gì cha con đi làm nhiều quá cho nên là mẹ mới tìm người khác và bỏ hai con. Con suy nghĩ về sao gì nhiều mẹ? Mẹ con? Mẹ con rất là quá đáng. Quá đáng. Rồi không biết quan tâm đến hai con. Con hình như là con còn đi học không? Ừ. Con trai không? Con nghỉ học để làm gì? Học cũng phải nghỉ nghỉ tiếp chứ. Cho con ở học đi, mình học nó mới có tương lai được. Chứ bây giờ mình nghỉ sớm quá, có thiếu thốn bạn bè thôi con. Ừ. Học tới lớp 9 con nghỉ. Học lớp 9 nghỉ. Chính xong mà chuẩn đi lớp 10 đó, nhưng mà nghỉ. Vì sao? Con học không được tốt rồi con nghĩ luôn rồi. Dạ. Ừ. Cho nên là phải ở nhà phụ. Phụ được cái gì?
cái đó. Mấy cha con chỉ đi làm mai lú thôi cả nhà, chứ còn ngày ra là không có làm cái việc gì nữa. Còn ngày chỉ có 100.000 thôi, thu nhập không nổi. 100.000 ba bữa ăn. Lúc đó rồi. Mẹ con thì cha cũng cố làm luôn, bây giờ hết động lực, hết động lực. Mẹ con đi là hết động lực ha. Không buồn bã, không suy tư, không sợ, không buồn. Đấy là 2 ngày. Cho nên chắc bị viêm ở trong bây giờ. Anh thử anh mua chai xà lông bát anh xích thử đi. Có rồi mà không. Xích đi, trước khi mà nó đau xích vô cơ nó đỡ không? Dạ. Bây giờ là khi mà anh bị té như vậy là ảnh hưởng được cuộc sống anh luôn. Thì nó mới đầu nó cũng nhẹ nhẹ mà lao động nặng nặng cái cũng nặng hơn. Cái đầu tiên cũng nổi hôn mình thấy cũng vừa thôi bỏ qua. Thì không sao này cái liệt hoài tới. Bây giờ anh bưng bê bưng vác rồi đi được không? Hay chỉ là đi đứng làm việc nhẹ thôi? Nhẹ thôi. Làm gì mà nặng thấy nổi rồi. Yeah. Như có mặn lao động coi như là anh em ở đây sớm gì có mặn hòn chung nè, giống gạch này kia đồ đó nhẹ nhẹ mình dán được. Dạ. Yeah. Vừa chung là ngày không đâu là không hết những ngày, ăn chừng cơm 1 giờ một giờ nghỉ 2-3 giờ rồi mình tiếp anh em chút nữa. Hiện tại bây giờ anh làm gì để nuôi 2 cháu này? Cũng bằng hồ với mấy bạn. Còn đi làm hồ được hả? Mặn nhẹ nhẹ không à, nhưng là việc lao động nhẹ nhẹ ta thiếu. Mình nặng là về cái lưng mà mình bị cứng bị đơ hả? Dạ, nằm ngồi. Hôm bữa em vô em thấy bị đơ cái lưng, anh nằm một chút xíu anh mới ngồi dậy được. Tại vì nặng nặng cái nó như là nó cái khớp nó bị nó nặng cái nó lên đau nó lại. Nó chằn cái hình cứng cứng cái lưng. Cứng lưng lại, ngồi đúng hồi cho mình ngồi xuống nặng một chút nữa. Chứ ngồi nặng được. Mà mình bị như vậy đi làm người ta chủ người ta cũng thuê người ta cũng đâu thích đâu, mình làm phải chạy về cái đó. Cái lưng này đó là từ hồi Bắc Giang mới bị vậy hay là trước khi Bắc Giang bị rồi? Lúc đó Bắc Giang rồi có lúc lộn là với anh em bị xô mới bị ha đó, rồi mình cũng buồn đó cái nữa gặp 2-3 cái vô đúng rồi vậy. Rồi bây giờ thí dụ còn bả, giờ bả không chịu ở rồi tại vì anh đau sống hoài bả đâu chịu ở. Lúc đó không có nổi tốt thì vợ còn nhậu nghỉ vui vẻ nó qua trung gian được, khi mình mặn lao động này kia đồ nó cũng đỡ. Đang buồn mà cái đồ rồi nó thì khi tiền nó khi hoài tới. Thì hôm nay em đến em hỏi rõ tại bà con cô bác ta bình luận người ta nói anh thấy anh ngồi bình thường đi đứng bình thường mà tại sao anh nó bị đau cuộc sống. Thì hôm nay là em làm rõ vấn đề cho bà con cô bác ta xem. Dạ. Đi đi đều bình thường như đi xe cũng gặp đau. Dạ. Cũng phải chạy với con đồ ăn con chứ nó không mua. Thì bữa nay vào đến đây nè cũng trao cho anh một cái phần viên, giàu trao cho anh một cái phần em viên. Đến thăm gia đình mình em có cái phần quà của chị Lưu Nhàn Bình đó, gửi cho anh 2 triệu để anh phụ giúp cá mắm này, chứ anh có uống thuốc gì đó cọc sống anh thì anh muốn không. Lưu Nhàn Bình đây của chị Bình gửi cho anh có muốn nói gì đến chị mình không có em chị hả? Dạ chị Bình. À, cảm ơn chị Bình giúp cho em được số tiền này em lo cho mấy đứa chắc nhỏ thì rồi biết ơn nhiều. Hai con có lời gì đến cảm ơn cô không? Dạ con cảm ơn cô Bình đã ủng hộ giúp đỡ cho con. Dạ rồi thì thanh chúc em mới vào cũng cảm ơn cô chú chị đang xem video và hãy hẹn cô chú chị một cái video tiếp theo ạ.